Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đưa cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về xung đột tại Ukraine ngày hôm nay thì quý vị, anh chị, bạn cũng biết rằng là phương Tây đang bối rối trước chiến lược của Ukraine. Thế cái chiến lược của tại Ukraine ngày hôm nay thì hoàn toàn phụ thuộc phương Tây, chứ phụ thuộc gì vào Ukraine đâu. Tài chính của Ukraine cũng bị phụ thuộc, khí tài cũng phụ thuộc, huấn luyện binh sĩ cũng phụ thuộc, và điều hiển nhiên lên kế hoạch cho các cuộc phản công nó phải đến từ phương Tây chứ không phải đến từ chính quyền Ukraine. Nhưng ngày hôm nay phương Tây để nói là bối rối trước các chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine, bối rối bởi cuộc phản công đã thất bại, bối rối bởi hiện tại đang tuyển quân mới cũng đang gặp khó khăn để huấn luyện và tung ra đòn tấn công vào mùa đông và mùa xuân tới đây. Tức là kịch bản lặp lại vào 2022-23 đấy. Thì bây giờ lặp lại vào 23-24. Còn bản thân ông Buranov thì lại tuyên bố là những ngày tới bán đảo Crimea sẽ tiếp tục rung chuyển. Chúng tôi sẽ tấn công Crimea và nói rằng những người Crimea đang chờ đợi quay trở lại với Ukraine. Những lời tuyên bố của những quan chức Kiev ngồi trong phòng lạnh ngày hôm nay nó chỉ thể hiện là những tay sai đắc lực toàn diện của Hoa Kỳ và không quan tâm tới cuộc sống và vận mệnh của đất nước dân tộc Ukraine. Ông Zelensky thì càng ngày thể hiện rõ mình là một tội đồ của dân tộc và là kẻ thù không đội trời chung với phương Tây. Các quan chức của Mỹ và Anh tin rằng cuộc tấn công đang diễn ra kém hiệu quả vì Kiev đã chia tách lực lượng của mình. Tờ New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ và Anh đề nghị giấu tên cho biết cuộc phản công của Ukraine đang gặp khó khăn vì một số lực lượng tinh nhuệ nhất của Kiev đang ở sai vị trí. Mục tiêu chính của Kiev là tiến tới biển Azov, cắt Crimea khỏi đất liền của Nga. Tuy nhiên, Ukraine hiện có nhiều quân hơn ở mặt trận phía đông đối diện với lại Bakhmut, còn được so với ở phía nam có ý nghĩa chiến lược nhiều hơn, lớn hơn. Bởi vì Ukraine tung đòn phản công ấy, theo hướng Zaporizhia để tiến về biển Azov, nhưng mà có vượt được qua bãi mìn đâu. Thì buộc phải dàn mỏng lực lượng ra để tạo ra tiếng nổ trên khắp chiến tuyến. Để cần báo cáo kết quả với phương Tây là đạt được những kết quả chiến lược. Tờ báo tuyên bố là các nhà hoạch định của Mỹ đã khuyên Ukraine nên tập trung vào mặt trận hướng tới Meritpol và chọc thủng các bãi mìn của Nga cũng như là các tuyến phòng thủ khác, ngay cả khi Ukraine mất thêm binh lính và thiết bị trong quá trình này. Bộ phòng Nga ước tính Ukraine đã mất tới 45.000 binh sĩ và hơn 5.000 trang thiết bị trong 2 tháng đầu tiên của cuộc phản công. Một quan chức của Mỹ nói với lại báo chí này, chỉ khi thay đổi chiến thuật và một động thái mạnh mẽ thì nhịp độ cuộc phản công mới có thể thay đổi. Một quan chức của Mỹ nói với tờ báo, trong khi các nguồn tin khác được trích dẫn trong bài báo cho rằng ngay cả điều đó cũng có thể là quá ít, quá muộn. Việc Kiev khăng khăng giữ một lực lượng lớn ở phía đông, đặc biệt là khiến cho quan chức của Mỹ và Anh đó là băn khoăn, vì họ thuyết phục phương Tây kêu gọi cam kết thực hiện một nỗ lực chính rõ ràng. Họ lập luận rằng là một lực lượng nhỏ hơn có thể dùng để hạ gục quân phòng thủ của Nga, và mặc dù về mặt lý thuyết Ukraine có đủ quân để chiếm Bakhmut, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến tổn thất lớn mà thu được rất ít lợi ích trên chiến trường. Nhưng có chiếm được Bakhmut đâu, đó là về mặt lý thuyết thôi. Chứ bước Bakhmut là con đường Ukraine toang toàn tập. Đến ngày hôm nay, Nga còn đang chủ động tấn công và bao vây quân Ukraine ở tại Kharkov. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Hoa Kỳ, tướng Milley, người đồng cấp với Anh và người đồng cấp với Anh là một đô đốc và tư lệnh đồng minh tối cao của NATO của châu Âu ấy, đều kêu gọi tướng hàng đầu của Ukraine tập trung vào một mặt trận ở phía Nam. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau đó, Tổng thống Zelensky đang đi thị sát ở khu vực Soreda ở gần Bakhmut thăm đơn vị Arup, tiểu đoàn Arup của Đức Quốc xã, mới phát hiện về tầm quan trọng của mặt trận phía đông.
Theo tờ Tham thì Ukraine đã bắt đầu tái triển khai một số đơn vị về phía Nam, nhưng ngay cả những đơn vị giàu kinh nghiệm nhất cũng đã được tái tổ chức nhiều lần sau khi chịu thương vong nặng nề. Kiev hiện đang khai thác nguồn dự trữ chiến lược cuối cùng và các nhà phân tích phương Tây giấu tên lo ngại rằng lực lượng Ukraine có thể cạn sức cạn kiệt đó là sức lực vào tháng 9, ngay cả trước khi thời tiết thay đổi biến mặt đất thành bùn không thể đó là vượt qua. Bản thân tờ Tham cũng lưu ý rằng là sự chỉ trích của Hoa Kỳ xuất phát từ quan điểm của các sĩ quan này, những người chưa bao giờ trải qua một cuộc chiến ở quy mô cường độ như thế này. Lực lượng vũ trang Ukraine ngày hôm nay dàn mỏng lực lượng để tìm kiếm những chiến công mới, báo cáo phương Tây để kêu gọi tăng cường viện trợ. Thế tình trạng ở tại Ukraine ngày hôm nay cũng đang làm cho phương Tây đau đầu. Thì vấn đề bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay cũng khiến cho phương Tây tập thể đứng ngồi không yên. Sau các quyết định mới của ngài Putin với những nước cờ mới đến từ Liên bang Nga, cũng như những gì đang diễn ra ở tại BRICS. Về câu chuyện BRICS ngày hôm nay thì ông Tập Cận Bình lên tiếng việc mở rộng thành viên BRICS. Vậy là việc băn khoăn của phương Tây về chiến trường của Ukraine lại kèm theo một mối lo của việc mở rộng các thành viên BRICS ngày hôm nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh tất cả các quốc gia muốn tham gia cơ chế hợp tác BRICS và thiết lập một mô hình phát triển hòa bình. Hoa Kỳ cũng lo sợ về gia tăng thắt chặt mối quan hệ giữa Nga và Trung sẽ bẻ gãy toàn bộ quyền lực của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Và điều này thì Hoa Kỳ không thể ngăn cản được mối quan hệ của Nga-Trung cũng như là BRICS và mở rộng vùng lãnh thổ phi đô la hóa là không thể đảo ngược được. Theo tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình do Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc đọc tại đối thoại lãnh đạo diễn đàn doanh nghiệp BRICS vào ngày 28, các quốc gia BRICS và hơn 50 nước trên thế giới không tìm cách hình thành phe đối đầu nào này, mà muốn thiết lập một mô hình phát triển hòa bình và rộng rãi. Tôi vui mừng khi thấy hơn 20 quốc gia muốn gia nhập BRICS. Trung Quốc chân thành chào đón tất cả những quốc gia muốn tham gia cơ chế hợp tác BRICS, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh. BRICS hiện bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, chiếm hơn 40% dân số toàn cầu và gần 1/4 GDP của thế giới. Ông Tập khẳng định các nước BRICS sẽ cố gắng thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng và đa cực hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược trong BRICS, mở rộng mô hình BRICS, thúc đẩy quá trình mở rộng, tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước khác tại các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển, thúc đẩy đa cực trên thế giới và dân chủ hóa quan hệ quốc tế. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để phát triển trật tự thế giới theo cách công bằng và hợp lý hơn, ông Tập Cận Bình khẳng định. Ngày nay sự trỗi dậy của các nước có thị trường mới nổi và các nước đang phát triển với đại diện là các quốc gia BRICS đã làm thay đổi đáng kể bản đồ quân sự trên thế giới ngày hôm nay. Theo ông Tập Cận Bình thì Trung Quốc đứng về phía lẽ phải của lịch sử, đồng thời kiên quyết theo đuổi chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập và cam kết xây dựng một cộng đồng vì tương lai chung của nhân loại. Trung Quốc đã bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển và thúc đẩy đại diện công bằng cho các nước đang phát triển với các thị trường mới nổi trong các vấn đề toàn cầu. Tuyên bố nêu rõ việc này: mọi thứ chúng tôi đang làm đều hướng tới việc mang lại hạnh phúc cho người dân của chúng tôi. Nhưng một số quốc gia đang tìm kiếm sự bá quyền gây tổn hại cho thị trường mới nổi và các nước đang phát triển. Đây là một tuyên bố đến từ ông Tập Cận Bình và cũng là điều mà bản thân Hoa Kỳ đang cố gắng để ngăn chặn. Nhưng Hoa Kỳ sẽ không ngăn chặn được sự thay đổi của thế giới. Còn Brazil thì đề xuất xây dựng một đồng tiền và ngân hàng chung cho BRICS. Trước thềm thượng đỉnh ấy, thì bản thân Brazil cùng với Ấn Độ lại có những phản ứng thận trọng hơn trong quan hệ với phương Tây, không muốn mở rộng nền kinh tế mới nổi và cũng không muốn có một đồng tiền chung. Thì trong chương trình thượng đỉnh, Brazil lại có đề xuất này. Tổng thống Brazil đề xuất là xây dựng một đồng tiền và một ngân hàng chung cho nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS. Phát biểu tại khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS tại Nam Phi,
Tổng thống Brazil nhấn mạnh tôi bảo vệ ý tưởng phế chuất một đồng tiền thương mại chung phê chuẩn một đồng tiền thương mại chung của khối nhằm thúc đẩy thương mại. Đồng tiền chung này không phải là để thay thế đồng tiền nội tệ của quốc gia. Quyết định xây dựng một ngân hàng phát triển mới sẽ đánh dấu sự hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi. Ngân hàng chung này cần phải là ngân hàng tiên phong tài trợ tài chính cho các dự án khẩn cấp của thời đại chúng ta. Ông cũng đồng thời bày tỏ mong muốn nhóm BRICS sẽ mở rộng đón nhận các thành viên mới. Theo Tổng thống Brazil thì ông mong muốn sẽ có nhiều quốc gia tham gia vào nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, và ông không muốn ấy, đây chỉ là một nhóm kín. Cộng đồng BRICS chiếm 1/4 nền kinh tế toàn cầu, chiếm 1/5 thương mại toàn cầu và là nơi sinh sống của 40% dân số thế giới. Hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức tại Nam Phi từ ngày 2 đến ngày 24 tháng 8. Nước chủ nhà đã mời tất cả các nhà lãnh đạo của lục địa châu Phi cũng như là một số nước châu Á tham dự hội nghị năm nay. Nam Phi chọn chủ đề chính thức là BRICS và châu Phi, quan hệ đối tác và tăng trưởng mạnh, phát triển bền vững và chủ quyền đa phương bao trùm. Đây đều là những cái chủ đề diễn ra tại BRICS mà bản thân Mỹ hoàn toàn không mong muốn và hài lòng một chút nào. Nhưng đây là việc của Hoa Kỳ. Quá trình phi đô la hóa thì ngay trong buổi đầu tiên khai mạc là bản thân ngài Putin đã ký một cái đã tuyên bố một cái sắc lệnh là phi đô la hóa không thể đảo ngược. Nó làm cho vị thế đồng đô la sụt giảm trên bàn cờ của thế giới. Và nó sẽ là một cơ sở trọng yếu để phần còn lại của thế giới không lựa chọn đô la làm đồng tiền dự trữ chính quốc gia của mình nữa. Còn vấn đề ở tại Ukraine ngày hôm nay thì tình hình ngày càng cam go khó khăn, tới mức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thừa nhận là Kiev có thể phải trả giá đắt để giành chiến thắng trước Nga. Trả giá đắt cũng không có chiến thắng, chứ đừng nói là trả giá đắt có được chiến thắng. Ukraine sẽ giành được chiến thắng trong cuộc chiến với Nga, nhưng những trận chiến có thể kéo dài dẫn đến thương vong đáng kể cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng ông Zelenskov tuyên bố việc này. Chúng ta đang đối mặt với một quân đội đáng sợ và cuộc chiến có thể là một cuộc đấu tranh kéo dài, bởi vì đó là một cuộc chạy đua marathon thực sự. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ông Zelenskov cho biết trong một bài phát biểu tại diễn đàn cựu chiến binh quốc tế lần thứ 6. Chúng ta sẽ tiếp tục trải qua những mất mát đau thương để vượt qua người Nga và ngăn chặn cuộc chiến này truyền lại cho các thế hệ tương lai. Chúng ta phải nhận ra rằng việc sở hữu vũ khí yếu tố then chốt để giành chiến thắng, ông Zelenskov nhấn mạnh. Theo ông Zelenskov thì chiến thắng của Ukraine không chỉ bao gồm việc giải phóng các vùng lãnh thổ, mà chiến thắng đó cũng đòi hỏi phải đảm bảo rằng Nga sẽ không bao giờ có ý định khiêu chiến trở lại. Ông Zelenskov nói rằng nhiều người trên thế giới vẫn coi đây là điều không thể, nhưng người Ukraine có nhận thức khác về những gì có thể và không thể. Và đó là lý do tại sao chúng tôi chắc chắn sẽ thắng thế. Ông Zelenskov nhấn mạnh sự cần thiết của Ukraine trong việc phải bảo đảm có đủ vũ khí để chiến đấu. Nếu không có những điều khoản như vậy, quân đội sẽ kiệt sức trong vòng vài tháng sau cuộc xung đột. Mà hiện tại bây giờ quân đội Ukraine làm gì còn người mà chiến đấu. Ông nói này, mấu chốt dẫn đến chiến thắng của Ukraine nằm ở điểm mọi người cảm thấy sự đoàn kết và sẵn sàng chiến đấu của tất cả mọi người. Tuy nhiên, Ukraine cũng đối mặt với nguy cơ cấp bách nhất là xã hội Ukraine ngày càng xa rời lực lượng vũ trang của mình. Quân và dân đang không đoàn kết, thất bại ngay từ trong trứng nước. Theo thời gian, ai cũng sẽ có những người thân là cựu chiến binh. Vì vậy, sự hỗ trợ dành cho các cựu chiến binh và gia đình của họ là vô cùng quan trọng, ông Zelenskov nhấn mạnh. Nhưng hiện tại, những cựu chiến binh của Ukraine bị thương trên chiến trường đang ăn xin ở tại thủ đô Kiev. Đó là mối đau lòng đối với nhân dân Ukraine ngày hôm nay. Điều quan trọng là mỗi một người Ukraine khi mà nhìn thấy một cựu chiến binh phải nhận ra và cảm nhận được rằng chiến binh này đã phải chịu đựng những gì để tôi có thể thức dậy vào mỗi sớm mai. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Zelenskov tuyên bố. Những lời tuyên bố sáo rỗng hùng hồn chỉ đẩy người dân Ukraine bước vào con đường cùng và hy sinh một cách vô ích xương máu của mình ở ngoài chiến trường để phục vụ quyền bá chủ phương Tây và chính quyền tham nhũng ông Zelensky, chứ không phục vụ được quyền lợi cho nhân dân Ukraine ngày hôm nay. Còn hạ nghị sĩ của Mỹ thì nêu ra một cái vấn đề lớn đối Ukraine là hãy chuyển vai trò của Mỹ thành trung gian hòa giải trong đàm phán với Ukraine và chấm dứt viện trợ vũ trang.
Vai trò Hoa Kỳ trong bối cảnh Ukraine nên được giảm xuống thành trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán, hạ nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa cho biết. Trên Twitter, nhà lập pháp của Mỹ viết rằng vai trò duy nhất mà nước Mỹ nên đóng là ngăn chặn xung đột và làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình, không gửi thêm tiền và lính và không tiền và lính Mỹ tới. Đó là con đường tốt nhất để chấm dứt xung đột Nga và Ukraine ngày hôm nay. Những gì đang diễn ra ở trên đất nước Ukraine và bàn cờ quân sự của thế giới, nó đang đẩy phương Tây tập thể vào một tình thế tiến toái lưỡng nan xa lầy không rút chân ra được. Giúp cho Ukraine cũng gặp khó khăn, mà giải quyết các vấn đề trên thế giới cũng bị cản trở. Quá trình phi đô la hóa đang làm sụp đổ nền kinh tế tài chính của phương Tây nói chung và của Hoa Kỳ nói riêng. Thời tiết giá lạnh đang dần chuyển, tức là thời tiết mùa hè qua, mùa thu tới, và sau đó chuyển sang thời tiết giá lạnh và cơn mưa của mùa thu. Nó sẽ khiến cho tình trạng ở tại Ukraine càng gặp khó khăn nhiều hơn, và phương Tây tập thể về vấn đề kinh tế cũng sẽ gặp khó khăn nhiều hơn. Tất cả những vấn đề này Hoa Kỳ không thể giải quyết được cùng một lúc. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.